Giày đá bóng thì có rất nhiều loại khác nhau về mẫu mã, màu sắc, kích cỡ. Và điều đương nhiên anh em nên biết là chọn một đôi giày phù hợp với đôi chân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại thì mình đang ở Thanh Hùng Futsal, shop chuyên bán giày chính hãng hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây mình sẽ hướng dẫn anh em 4 bí quyết để lựa chọn một đôi giày phù hợp nhất cho bản thân. Thứ nhất, chọn giày theo phong cách chơi của anh em. Nếu đá bóng sân 11 người hay đá bóng chuyên nghiệp thì người ta thường phân ra nhiều loại giày cho từng vị trí thi đấu, nhưng đó chỉ dành cho cầu thủ chuyên nghiệp thôi. Mọi người ở đây chắc hẳn đa phần đều là dân bóng đá phong trào, thì mình nghĩ phong cách thi đấu thì chỉ có trong hai dạng. Một là dắt bóng tốc độ và sút thật mạnh. Thì đối với kiểu này thì nên ưu tiên những loại giày có phần đế thấp một chút, hoặc foam mũi giày có phần nhọn dài ra phía trước. Những đôi giày như vậy sẽ khá gọn nhẹ, hỗ trợ cho phần chạy thật nhanh. Da giày ở mu bàn chân thường sẽ mỏng, giúp cho những cú sút của anh em càng trở nên uy lực. Một dạng khác là dạng thi đấu di chuyển ít, không chơi bóng nhiều, truyền bóng chia bài. Thì đối với dạng này thì anh em nên chọn giày có trọng lượng hơi đầm chân một tí, có nghĩa là hơi nặng một xíu. Đế giày sẽ rộng và cao để mỗi bước chân và những đường không chơi bóng sẽ chắc chắn hơn. Nếu anh em làm thủ môn thì cũng nên sử dụng dạng này, vì thực ra thủ môn cũng không cần chạy quá nhiều. Thứ hai, chọn giày theo mặt sân thi đấu. Giày đế đinh dài AGFG dùng để thi đấu cho sân cỏ 11 người. Cho dù là đá 5 người hay 7 người, nhưng nếu mặt cỏ là cỏ thật hãy xài giày đế đinh AGFG anh em nhé. Giày đế TF sẽ phù hợp cho bóng đá sân cỏ nhân tạo, phủi 7 người và cả cỏ nhân tạo 11 người. Cơ bản cỏ nhân tạo là loại cỏ mỏng, không có độ lún sâu. Phù hợp nhất là hãy mang đế đinh găm TF. Nếu sử dụng đinh AGFG thì đá sẽ có cảm giác bị thốn gót chân vì phần đinh quá dài. Giày đế IC sẽ phù hợp để thi đấu cho sân futsal trong nhà và bóng đá mini cỏ nhân tạo 5 người. Đá bóng futsal thì sử dụng giày đế bằng quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi. Nhưng thi đấu sân 5 người dù là trong nhà hay cỏ nhân tạo thì mọi người luôn có xu hướng khống chế bóng bằng gầm giày, mà giày đế bằng IC lại hỗ trợ cực kỳ tốt cho điều đó. Tuy nhiên, nếu đá cỏ nhân tạo mà có trời mưa lất phất một tí thì anh em hãy chuyển qua sử dụng giày đế TF anh em nhé. Vì lúc này sân mưa trơn thì xài đế IC sẽ dễ bị té. Thứ ba, chọn giày đúng sai. Như thế nào là đúng sai? Khi mang giày toàn bộ chân phải thật sự thoải mái, các đầu ngón chân phải được cử động một chút. Khi anh em xỏ giày mang vào thì phần mũi chân sẽ dư ra một khoảng 0,5cm. Form chân sẽ có hai dạng, chân bè hoặc chân thon. Thì tùy vào loại chân của anh em hãy chọn một đôi giày phù hợp riêng với phần bề ngang chân của mình. Nếu mang giày bị chật, đá bóng sẽ bị đau, có thể dẫn đến chuột rút khi thi đấu và chấn thương. Còn nếu mang giày quá rộng thì những pha xử lý và sút bóng sẽ không tốt, ngay cả lúc di chuyển hay những bước chạy của anh em sẽ không còn chắc chắn. Thử giày tại shop thì hãy nên thử kỹ một chút, đi qua đi lại vài lần, thử ấn giày vào những vị trí như bẻ mũi chân lên, nhảy lên vài lần, kiểm tra xem chân có chỗ nào bị quá cứng hay không, hay bị rộng hay không. Nếu quá rộng hay quá chật thì anh em cần phải đổi ngay size khác. Thứ tư, bí kíp hack size phù hợp. Mang size này thì quá chật, mang size kia thì lại rộng, lây hoay mãi vẫn không tìm được size phù hợp thì phương pháp sẽ như thế này. Anh em có thể chọn size chật một tí, sau đó sử dụng vớ mỏng hoặc tháo miếng lót giày ra và sử dụng trong một khoảng thời gian, sau đó form giày sẽ rộng ra, chúng ta sẽ gắn miếng lót giày vào và sử dụng lại bình thường. Khi thử giày anh em chú ý là không nên mang vớ chống trượt, vì vớ chống trượt khá dày làm tăng size chân của anh em lên một cỡ. Vớ chống trượt chỉ sử dụng khi mang giày đã giãn nhiều hoặc đã lỡ mua nhầm một đôi giày quá rộng. Ok, đây là những bí kíp của mình để chọn một đôi giày ưng ý phù hợp để tập luyện bóng đá. Anh em có những ý kiến nào khác thì comment bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy hay thì hãy like và share. Còn nếu đây là lần đầu anh em đến với channel của Thiv Rai Soccer thì hãy subscribe đi. Và đừng quên ấn nút chuông nhỏ phía bên dưới nhé. Mình là Thi, xin chào và hẹn gặp lại.